Vỏ nhẫn Xoàng Nam. Hàng này là hàng nhập khẩu, mẫu design mới nhất trong năm nay luôn. Custom giữa hai loại vàng, một là vàng Rosro hay còn gọi là vàng hồng, và vàng trắng truyền thống, vàng trắng ý 750. Trọng lượng của cái vỏ nhẫn Xoàng này là 14,28 gram vàng, đúc nguyên khối dì bịch luôn nha. 4 viên Heli 8 nằm ở vị trí 4 cái góc cánh phía ngoài. 16 viên từ Heli 2 đến Heli, 28 viên 1 ly rưỡi, 78 viên 1 ly 3, khá nhiều size kim cương và rất nhiều kim cương tắm nha. Những viên này là những viên trắng sạch hảo hạng từ DEF, độ sạch là VVS2. Chiếc nhẫn này đeo phong thủy rất đẹp bởi vì nó khá là dày dặn vàng và nó form lớn, phù hợp cho mình đeo ngón giữa để chận tiền, kính cái bàn tay mình lại. Ổ chủ đẹp nhất của nó là 6 ly 8 đến 8 ly 1. Hiện tại khách mình đang lên cái viên 6 ly 9 nước ai, độ sạch VVS1, 2 kiểm định. Hiện tại giá của chiếc nhẫn Xoàng này có giá là 81 triệu. Riêng khách lấy size nhẫn Xoàng giống như vậy, vàng 585, mà size hộp Xoàng chỉ có từ 2 ly đến 1 ly 3 trở lại thôi, thì nó chỉ có dao động là khoảng 45-46 triệu nha. 45-46 triệu là vàng 585, và vàng nó cũng không có quá 10 gram. Mẫu này bên mình có hai loại nha. Hiện tại cái mẫu này là two tone hai màu, cái mẫu kia thì không có two tone hai màu nha. Mẫu kia là vàng 585 bình thường thêm màu trắng, còn cái mẫu này là two tone hai màu. Và cái chiếc nhẫn Xoàng này á, mình thích nhất của nó là nó có rất nhiều những cái hình thể là hình lục giác, hình vuông, và những cái hình giống như là bầu, giống như cái cạnh, giống như cạnh tam giác, lên rất là nam tính và cực kỳ sang trọng mạnh mẽ. Khách có nhu cầu mua kim cương quốc tế GA bên em từ 3 ly 6 cho tới 9 ly từ màu DEF là có sẵn. Và đây là viên chủ của nó. Viên chủ của nó là 6 ly 68 và 6 ly 9 nước ai, độ sạch VVS1, 3 Excellent Foresson, là nên có 2 kiểm định nha. Một kiểm định quốc tế GA và một kiểm định trong nước BNG. Giá của cái viên 6 ly 9 này hiện tại đang có giá là 297 triệu đồng. Rồi khách cộng thêm tiền của cái vỏ nữa là ra tổng số tiền nha khách yêu. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 46 3131.